OK, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Huntington. Thì căn nhà được rao bán là 1.449.000, rộng 1.700 square feet, lot size là 5.300, nằm ở zip code là 92646. Thì nằm trong một khu rất là tốt của Huntington, là nó nằm ở phía sau, phía nam của Huntington Beach. Thì nó giáp với Fountain Valley. Thì cái Huntington Beach là nó có hai khu. Cái khu phía bắc giáp với Westminster ấy, thì nó không có tốt bằng, nhưng mà cái khu phía nam của Huntington đó, là kế bên Fountain Valley nè, cái bên Irvine đó, thì nó lại rất là OK. Tại sao cái nhà này nó cái giá 1 triệu gần 1,5 triệu, thì để mình quay một vài khung cảnh với bên trong bên ngoài rồi mình đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người. Sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. OK mọi người, thì đây là cái khu vực trước nhà của căn nhà này ha. Thì cái căn nhà này nó nằm trong cái khu là khu đề sát, thì nó nằm ở cuối đường, rất là yên tĩnh và rất là rộng rãi ha, và thoáng, rất là sạch sẽ luôn. Thì khu này là nó nằm cách Huntington Beach cái biển chừng 5 phút lái xe mà thôi ha. Mình chạy cái đường đường Brookers, mình chạy hoài xuống. OK, nhà nào nhà đó ở đây rất là bự ha. Thì mình nhìn cái comp của cái khu này đó, thì cái nhà này là tương đối lớn. Tại cái khu neighborhood này thì nó tới 1.700 square feet, mà nằm trong cái khu vực mà tốt nhất của Huntington Beach nữa, nên nó mới có cái giá đó. Nhà ở đây vòng vòng là cũng 1.4 triệu cho đến trở lên đó. Thì bởi vì cái nhà này nó có nhiều cái upgrade nên nó mới có cái giá này ha. Họ bên ngoài đó mọi người thấy đó, là họ đã sửa lại hết rồi ha, tân trang lại rất là đẹp luôn, theo cái kiểu rất là hiện đại. Thì đây là cái khu vực gara trước nhà nè mọi người đó. Họ có một cái cửa vô rất là đẹp. Thì bây giờ mình đi vào bên trong đi. Thì bên trong đó, họ cũng làm rất là tỉ mỉ và OK. Mình vô cái nhà 1,5 triệu thì mình sẽ thấy là nó khác biệt so với những cái nhà dưới 1 triệu. Thì hôm nay mình muốn đưa đến cái hình ảnh của những cái nhà mà hai em đến cho mọi người đó. Thì đây là cái khu vực phòng khách ha, khu vực phòng khách ở đây. Kế bên là chúng ta có cái kitchen. Mình đi đến cái kitchen đó, mình sẽ thấy rằng là những cái đồ đạc họ làm rất là tốt. Đồ vật liệu material này nọ là những cái đồ mà high end không à. Đó. OK, này mọi người thấy không? Rồi, thì khách mình họ muốn mua một cái căn nhà này. Thì cái vòng vòng ở đây là cỡ 1,3 triệu cho đến 1,5 triệu trở lên ha. Khu vực ở đây là cái 92646 nha. Trường học thì trường học là ở đây là rating là 9 trên 10 không đó, từ 8 trở lên luôn. Thì đây là cái khu vực kitchen nè. Mọi người thấy đó là những cái material đồ đạc họ làm rất là tỉ mỉ và rất là sắc sảo, đồ tốt không ạ à? Mấy cái countertop này nó là rất là tốt luôn. Appliance là đồ mới hết ha. Kitchen cabinet này nó là đồ mới hết. Tủ lạnh là họ sẽ để lại cho mình luôn đó. OK, cái vị trí của cái kitchen thì nó nằm trong một cái vị trí cũng rất là thoáng của căn nhà ha. Cái bên chúng ta có cửa sổ, một cái cửa sổ, và bên này chúng ta có cái sliding door đó. Thì nó nằm kế bên sliding door như thế này. Thì đó, mọi người thấy đó là rất là thoáng ở đây. Mình ngồi mình ăn uống ở đây thì nó cũng nhìn ra nó cũng không có bị, như mình là không có bị cái mùi ở trong nhà đó. Rồi, giờ mình đi tới những cái phòng ngủ và phòng tắm. Nhà này thì họ tân trang lại hết rồi, nên thật sự ra cũng vô là ở liền thôi, không cần phải sơn sửa gì nữa. Với cái giá như thế này thì thật sự ra đó, mình thấy nó cũng hợp lý cho cái khu vực này. Thì trả lên thì mình nghĩ cũng không có trả lên được nữa, tại vì thật sự ra họ cũng list bằng cái giá thị trường. Và đối với mình đó, cái nhà này á, thì nó cũng có một vài cái điểm yếu của căn nhà, giống như là bên họ nằm kế bên cái khu apartment bên cạnh, ví dụ vậy đó. Nhưng mà cái
cái neighborhood và cái học khu ở đây và cái khu vực mà để chúng ta sống ở đây thì là quá good. Đây là cái phòng tắm nha mọi người ha, họ làm rất là ok luôn đó. Đối với mình đó thì có những công hình như mình biết là Huntington Beach có những khu vực họ có thể làm Airbnb đó. Thì nếu như ai có muốn tìm hiểu thêm thông tin về căn nhà này thì mình có thể giúp cho mọi người tìm hiểu thêm là cái nhà này họ mình có được làm Airbnb hay không. Tại vì nhà mà gần Huntington Beach, gần biển này nọ đó, riêng thành phố Huntington Beach thì có những khu vực họ vẫn cho làm Airbnb ha. Thì với cái giá như thế này thì mình chỉ mua để mình làm Airbnb, làm short term rental thôi, chứ long term thì không có lời. Thì chỉ có Airbnb thì nó có thể nó cover được những cái expense mortgage của mình và mình mới có lời thôi để đầu tư ha. Còn nếu như ai những ai mà không có muốn ý định đầu tư mà muốn chọn một cái khu vực mà có nhiều trường học tốt, yên tĩnh, an ninh thì khu này cũng là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo ha. Đó, đây là những cái phòng ngủ còn lại nha. Hồi nãy là mình đi qua cái phòng master bedroom rồi, thì bên này là hai cái phòng ngủ còn lại đó. Thì cái phòng hồi nãy mình có phòng tắm trong cái master bedroom ha, bên này chúng ta có một cái phòng tắm nữa ở đây, hồi nãy mình quay mình đi ngang đó đó. Rồi phía bên trái của chúng ta là nó thông qua với cái garage ở đây. Thì bên này chúng ta có cái half bath nữa, actually đây là cái laundry. Cái half bath nữa nằm ở đâu? Half bath nữa nằm ở đây. Ok, bên này là cái garage ha. Ok, giờ mình đi tới cái khu vực phía sau nhà coi còn gì không. Ok mọi người, thì đây là cái khu vực phía sau của cái căn nhà này. Thì đây là cái bát gió ở đây đó, họ làm cũng sạch sẽ rồi ha. Cũng trang trí đồ rất là đẹp. Nói chung ra bề dài thì không còn bao nhiêu nữa, nhưng mà họ được cái là có bề ngang để chúng ta có rất là nhiều cái không gian sinh hoạt gia đình vào những cái ngày hè mà nắng ấm tại California. Thì thường ở đây cái khí hậu là vào mùa hè có không có nóng lắm, là tại vì rất là gần biển đó, khí hậu ôn hòa quanh năm ha. Huntington Beach mà quý vị mà đi từ Mount Westport đó, hướng về Fountain Valley và Irvine thì nó tốt hơn là đi hướng ngược lại. Hướng ngược lại thì nó giáp ranh với Westminster này nọ, thì nhà trên đó nó cũ hơn, nó rẻ hơn, nhưng mà cái khu của nó không bằng đó. Đối với mình thì 1,5 triệu cho căn nhà này thì cũng được, nếu như mà không có kế hoạch đầu tư cho tương lai đầu tư. Mình mua, nếu mà có khả năng mình mua mình ở thì cũng ok, không đến nỗi nào ha. Trường học good cho con cái. Khu này thì rất là an ninh, nhà cửa thì rất là đẹp, không cần phải sửa chữa gì hết. Roof này nọ bên trong bên ngoài là rất là hoàn hảo. Rồi, nếu như ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.